Xin chào mọi người, thì đây là vườn mai của nhà mình. Anh đang làm gì ạ? Hả? Mấy hạt đã chín rồi. À, là bây giờ là mình đi mót hạt. Tại vì cũng có một vài khách á cần gấp. Nhưng mà nó chưa có chín. Hạt thì rất là nhiều mà nó còn xanh, nó chưa có chín. Đó, cho nên là bây giờ là mình phải đi mót này. Cái này nhiều nè anh ơi. Quá cái này nè anh. Đó. Thì hên á gặp được những cái cây mà nó chín sớm như vậy nè là để có hạt để mình gửi trước cho những khách mà cần gấp á. Chứ thực ra thì nó chưa có chín nhiều. Cái này còn khoảng một tuần nữa. Cây này cũng có nè. Để kiếm có cây nào còn mặt bông ha. Đây nè. Mặt bông của nó. Cái này là nó rụng bớt rồi đó. Đó. Trong cái vườn này của mình á thì 90% là cây mai thơm. Là cây mai có mùi thơm đó mọi người. Mình cũng có hay quay clip á, mình đăng lên. Xong cái có mấy anh chị nói là ủa tại sao mà thấy nhiều cây năm cánh, nhiều cây mặt bông năm cánh quá vậy. Thực ra nè, mọi người thấy nè. Cái này nè. Đó, năm cánh đúng không? Nhưng mà cái này nè. Đó, có cái sáu ha, có cái nhiều hơn ha. Mọi người biết là sao không? Nó rụng bớt á. Đó. Cái nó rụng bớt cái lớp trên nè thì nó còn cái lớp dưới nè. Chứ không phải là năm cánh đâu mọi người. Đây ha. Vườn này á thì mình cũng mới là bo con tàn cho nó gọn gọn lại. Thì phải đợi cho nó già lá, cho nó già nhánh, cứng nhánh. Thì xong đó mình mới bung đám để mình tiễn. Này cái mấy cái này nó héo rồi nhưng mà cái lớp cánh của nó nè. Hai lớp và rất là nhiều cánh. Thì khoảng từ 6 đến 12 cánh. Này nè, nó cũng chín lai rai rồi nè. Mọi người có nhu cầu mua hạt thì nhà mình cũng có, mà mai con nhà mình cũng có đủ các size luôn. Và cây mai lớn cũng có luôn. Đây ha, vườn này thì tới một mẫu là 10.000 mét vuông đó. Nè, cái này là còn lớp dưới nha. Là nó còn lớp trên nữa mà nó đã rụng bớt rồi đó. Nói chung cái vườn này á thì cái mặt bông của nó cũng nhiều dạng lắm. Giống như cái này nè. Cái này nó là dạng xếp tầng á. Nhưng mà nó cũng đã rụng bớt rồi. Rồi bây giờ là mình đi vô mình lựa. Mình lựa để mà mình bán lẻ cho có khách. Keo. Ừ, có cái bao nè. Đó, mình làm dấu sẵn để ngày mai nhờ cái anh này bứng giùm mình. Bây giờ là ảnh đi nhậu mất tiêu rồi. Mình làm dấu xong rồi để ngày mai ảnh bứng giùm mình. Rồi mình sẽ gửi cho khách bên mình đó là sẽ gửi bằng Viettel. Để mình đi kiếm mặt bông, mình quay tiếp cho anh chị coi nha. Tại vì thứ nhất nó là nó nở hồi trước giờ cũng lâu rồi. Bây giờ nó rụng cánh hết để nó ra trái rồi. Thì mình cũng sẽ ít thấy được mặt bông. Năm cánh đúng không? Nhưng mà nó là lớp dưới thôi nha. Đây nè, chung một cây nè, đó. Đây. Và cây mai này nó có mùi rất là thơm. Nó không phải là cái kiểu mà thơm nồng nàn, nồng nặc, mà nó là thoang thoảng.
Vườn này thì nhà mình trồng được 3 năm mấy rồi. Chồng mình đang đi hái hạt mai mà cái mấy cái thao rổ thì mình cầm ở đây, bây giờ chạy đi lên chỉnh đưa cho ảnh. Nhà mình thì có hai vườn mai lớn, một vườn này là được hơn 3 năm tuổi, còn một vườn ở bên kia nữa là 4 năm tuổi. Đã trồng được 4 năm rồi. Thì cho nên là mọi người muốn lấy số lượng lớn về vẫn có luôn. Nhìn thấy hạt thấy đã ghê không?